Thưa quý vị, có thể nói, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã thổi bùng lên ý chí, khát vọng và quyết tâm mới xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, mạnh giàu. Chính vì thế, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định là khâu tiền đề có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống, là công việc thường xuyên được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học. Thời gian qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ, kịp thời của các ban, bộ, ngành trung ương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, sớm nhất. Thành phố Đà Nẵng là một trong những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng kịp thời. Đồng thời, cách thức xây dựng chương trình hành động có nhiều điểm đổi mới, phát huy được trí tuệ tập thể, có phân công tổ chức thực hiện, lộ trình thời gian rõ ràng, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của thành phố, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các cấp. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung, rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Đảng bộ thành phố cùng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Đây sẽ là cơ sở, căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hàng năm và cuối năm nay cũng như là cả nhiệm kỳ. Đáng chú ý, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai nhanh chóng, kịp thời, bài bản. Phương châm được Thành ủy Đà Nẵng đặt ra đó là đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội, các nội dung trong chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, vận dụng phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị và điều kiện của mỗi cá nhân, tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương đơn vị tổ chức tốt cái việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 22 Đảng bộ thành phố, đặc biệt là gắn với cái việc thực hiện cái nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghị quyết Đại hội 13 thì chúng ta cũng lồng ghép để xây dựng vào trong cái chương trình hành động số 08. Đặc biệt là vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát huy mạnh mẽ các động lực để phát triển thành phố trong giai đoạn sắp đến. Đi đôi với nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết cũng đã được Thành ủy Đà Nẵng thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả. Việc áp dụng biện pháp quyết liệt, kịp thời trong thời gian qua của thành phố đã đi đúng hướng, nhờ đó kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân, giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn, tạo thuận lợi để thành phố tiếp tục chủ trương tập trung khống chế dịch bệnh, triển khai các kịch bản, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với ban hành chỉ thị số 08 ngày 28 tháng 9 năm 2021 về thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thành phố bắt tay ngay vào các giải pháp, trong đó điểm sáng là tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho mạch khôi phục kinh tế xã hội. Nhằm chia sẻ, lắng nghe những cái đề xuất của doanh nghiệp, thì lãnh đạo thành phố cũng tổ chức cái buổi đối thoại này. Và qua cái buổi đối thoại này, chúng tôi cũng ghi nhận được rất là nhiều ý kiến rất là tốt, cũng như những cái góp ý định hướng cho cái việc xây dựng cái kịch bản phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian đến. Những cái kiến nghị mà thuộc thẩm quyền của Trung ương thì chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo đề xuất của Trung ương. Còn những cái chính sách, những cái đề xuất mà nó thuộc về trách nhiệm của Ủy ban thành phố thì chúng tôi cũng sẽ xem xét, giải quyết kịp thời. Nhất là những cái chính sách cần xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi cũng sẽ sớm trình để làm sao có mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp là sớm vượt qua những khó khăn để mà phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của mình. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của ý Đảng, lòng dân và trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, xứng tầm nhiệm vụ. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng quyết tâm khắc phục những khó khăn, thách thức với khát vọng vươn lên, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, đưa thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển là trung tâm kinh tế xã hội lớn, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.